Mến chào quý vị và các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin về điều gì xảy ra nếu bạn ăn một quả bơ mỗi ngày. Quả bơ là một trong những loại quả được xếp vào danh sách các loại siêu thực phẩm. Đang vào mùa bơ, hãy cùng tìm hiểu những lợi ích sức khỏe của loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng này nhé. Quả bơ là một loại quả hình quả lê thuộc họ quả mọng. Màu sắc của vỏ ngoài từ màu xanh lục vàng đến màu hạt dẻ hoặc màu tím. Phần thịt mềm có màu xanh lục vàng nhạt, có hương vị béo ngậy tinh tế và có kết cấu giống như một quả chuối chín, săn chắc. Một người lớn khỏe mạnh có thể ăn một quả bơ cỡ trung bình mỗi ngày sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng về liều lượng ăn bơ hàng ngày. Quả bơ rất giàu dinh dưỡng cần thiết. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá trị dinh dưỡng của 100g bơ sống như sau: năng lượng 160 calo, nước 73,2g, chất đạm 2g, chất béo 14,7g, carbon hydrate 8,53g, chất xơ 6,7g, canxi 12mg, magie 29mg, phosphor 52mg, natri 7mg, vitamin C 10mg, fluor 7 microgram, folate 81 microgram, choline 14,2mg, vitamin A 146U, lutein và zeaxanthin 271 microgram, vitamin E 2,07g, vitamin K 21 microgram. 1. Lợi ích sức khỏe của quả bơ. 1. Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Theo các nghiên cứu, quả bơ tăng cường độ nhạy cảm với insulin. Sự nhạy cảm với insulin phổ biến ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2, có nghĩa là mặc dù insulin có trong cơ thể nhưng nó không có hiệu quả. Bơ giúp tăng hoạt động của insulin trong cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Do đó, ăn bơ đều đặn sẽ làm giảm lượng đường huyết. Quả bơ cũng có chỉ số ghi hoặc limit thấp là 15, nên không gây tăng đột ngột lượng đường trong máu của bạn sau khi ăn. 2. Giảm viêm dai dẳng ở mức độ thấp là dấu hiệu của các rối loạn mãn tính như bệnh đái tháo đường. Một nghiên cứu cho thấy, quả bơ có đặc tính chống viêm giúp giảm các triệu chứng viêm. Ngoài ra, trong quả bơ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các mô và cơ quan trong cơ thể khỏi tác động bất lợi của các chất hóa học độc hại được gọi là các gốc tự do. 3. Bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Bơ chứa nhiều chất béo có lợi cho tim mạch, còn được gọi là chất béo tốt cho tim mạch của bạn. Một quả bơ nặng khoảng 150g chứa 14,7g chất béo không bão hòa đơn và 2,73g chất béo không bão hòa đa. Những chất béo này có lợi cho sức khỏe của bạn vì chúng giúp giữ cho tim và mạch máu của bạn khỏe mạnh và giảm nguy cơ tăng huyết áp, các vấn đề về tim và đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng kali trong quả bơ làm giãn nở các mạch máu và cũng hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh. Theo các nghiên cứu, bơ giúp kiểm soát huyết áp bằng cách thúc đẩy sức khỏe mạch máu và tim, điều chỉnh mức cholesterol trong máu và giảm huyết áp. Các khoáng chất phong phú có trong quả bơ, chẳng hạn như kali và chất chống oxy hóa giúp điều chỉnh huyết áp. 4. Bơ giúp kiểm soát cân nặng. Bơ có hàm lượng chất béo lành mạnh và chất xơ cao, giúp mang lại cảm giác no sớm và kéo dài. Do đó, nó hỗ trợ trong việc khắc phục cảm giác thèm ăn thường xuyên và ăn quá nhiều, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. 5. Tăng cường khả năng miễn dịch. Bơ chứa nhiều vi chất dinh dưỡng là khoáng chất và vitamin thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh. Sắt, canxi, magie, phosphor, kali và kẽm là một trong những khoáng chất có trong quả bơ. Ngoài ra, bơ còn giàu các loại vitamin như vitamin C, vitamin B, vitamin K và E là những chất dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch, duy trì sức khỏe tốt và giảm các nguy cơ sức khỏe khác. 6. Cải thiện sức khỏe đường ruột. Sức khỏe đường ruột là rất quan trọng để kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cường khả năng miễn dịch. Một quả bơ có khoảng 6-10g chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên và sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Bơ có thể hỗ trợ giảm táo bón, tăng cường sức khỏe đường ruột. 2. Những bất lợi khi tiêu thụ quá nhiều bơ. Cần lưu ý với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời kể trên. Ngay từ bây giờ, bạn hãy bổ sung trái bơ vào khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Bạn có thể ăn trực tiếp quả bơ cắt lát hoặc làm sinh tố bơ, kết hợp trong món salad hay phết lên bánh mì nướng. Quả bơ không có tác dụng phụ nhưng chúng ta cũng không nên tiêu thụ quá nhiều. Ăn quá nhiều bơ có thể gây hại cho sức khỏe. Do quả bơ chứa một lượng calo tốt và giàu chất béo, nếu ăn quá nhiều bơ sẽ khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều calo mà cơ thể bạn không cần thiết. Điều này sẽ phá vỡ tỷ lệ protein, carbon hydrate, chất béo và chất xơ, gây một số rối loạn chuyển hóa. Nếu bạn mắc bất kỳ bệnh gan nào, tốt nhất là bạn chỉ nên ăn bơ sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng hoặc bác sĩ điều trị bệnh do hàm lượng chất béo cao. Không nên ăn bơ cùng với nhiều thực phẩm béo như mayonnaise, phô mai, bơ, có thể khiến lượng mỡ trong máu tăng cao và gây tác dụng phụ. Quả bơ chứa chất kháng viêm nên có thể sẽ gây phản ứng với một số loại thuốc điều trị, ví dụ như thuốc làm loãng máu.
Vì vậy, những người đang sử dụng thuốc đặc trị bệnh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ khi muốn thêm bơ vào chế độ ăn hàng ngày. Thông tin chia sẻ đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Nếu thông tin bổ ích, hãy bấm vào nút đăng ký để nhận được những thông tin hay nhé. Mến chào và hẹn gặp lại!